Chào các bạn, hôm nay mình sẽ vẽ con sao biển. Chào các bạn, hôm nay bố với sữa sẽ hướng dẫn các bạn cùng bé sữa vẽ một ngôi sao biển nhé. Con sao biển nhé, nào chúng ta bắt đầu đi. Rồi, để bắt đầu vẽ ngôi sao biển này. Thì một bé sữa sẽ phác cho bé sữa ngôi sao biển nhé. Nghe chưa? Ngôi sao biển này sẽ rất là to này. Đấy, bạn sữa nhìn bố này. Các bạn chú ý nhé, bố với sữa sẽ chấm cho bé sữa ngôi sao biển bởi vì hình này hơi khó đúng không? Đấy, con sao biển sẽ có 5 cánh, con sao biển có 5 cánh như hình ngôi sao ấy nhỉ. Đấy, đây là cánh thứ 3 này. Các bạn chú ý nhé, nó sẽ có 5 cánh. Đấy, nó sẽ hướng lên hai bên. 3 rồi, chúng ta vẽ xong 3 cánh rồi. Cánh thứ 4 này. Đấy, 4 này. Rất là đẹp. Hình ngôi sao biển nhé. Đây là cánh cuối cùng. Đấy. Sau đấy bạn sữa sẽ... Chúng ta sẽ vẽ cái mắt ở đây này. Có mắt. Đó. Chúng ta vẽ chú sao biển hoạt hình nhé. Sẽ có hai mắt này. Không có thể tôi trường ra ngoài. Không. Hai mắt sẽ gần nhau. Và một cái miệng này. Miệng này cười tươi nhé con nhé. Cười tươi này. Trong miệng màu đỏ bố. Đúng rồi. Ở trong có hai cái răng này. Đấy, bạn ấy bị sún răng nhé. Sau đấy chúng ta sẽ vẽ những cái ô hình tròn ở đây này, hình hoa văn trên cái phần cánh nhé, đúng không? Ừ. Chúng ta tô màu nền và tô màu của hoa văn này, những hình ở trên cánh này, đấy. Mà tô trời ra ngoài sao? Không sao, chúng ta không ngại. Và cứ tô thoải mái đi con, không phải ngại nhé. Đấy. Mỗi cánh có thể có 2 hoặc là có 3 cái vòng tròn này nhé. Thấy chưa? Cánh đây cũng thế. Ví dụ con tô chú sao biển màu vàng thì cái cánh này sẽ là màu cam chẳng hạn, đúng không? Những cái ô trên cánh thì là màu cam nhỉ. Đấy, các bạn nhớ nhé. Chúng ta vẽ hoa văn trên cánh của chú sao biển để chúng ta tô màu sắc cho nó phong phú nhé. Đấy. Bố bé sữa sẽ phác cho bé sữa để bạn ấy tập hình dung ra con sao biển bởi vì con này rất là khó. Rồi, sữa vẽ đi. Cố gắng đi lét liền thì nó sẽ không bị đứt lét, nó sẽ đẹp nhé. Mẹ lấy cho con cái bút mới nè, hết mực hết rồi. Đấy, các bạn theo dõi bố bé sữa vẽ lại chú sao biển nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái cánh ở phía trên trước này. Đấy, cánh ở phía trên này. Sau đấy sang cánh hai bên này. Nó như hai cái tay ấy. Đấy, cánh hai bên này. Đấy, cánh hai bên này. Cánh hai bên nó vươn ra như hai cái tay ấy, và cánh hai chân ở phía dưới. Có thể nhỏ to, chúng ta sẽ vẽ theo khả năng của tờ giấy nhé. Đấy, được rồi. Sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ vẽ hai cái mắt này. Hai cái mắt ở chính giữa này. Như hai mắt của chú bạch tuộc ấy, nó cũng gần gần như thế. Đấy, con tập trung vào bài nhé. Tiếp theo là cái miệng này, cái miệng ở dưới hai mắt này, cái miệng này cũng lại cười tươi này. Sẽ có hai cái răng ở đây này. Đấy. Rất là dễ đúng không các bạn? Đúng rồi. Bố bé sữa sẽ vẽ lại từ hai cái mắt ở bên trong nhé. Đấy, hai cái mắt này. Hai lòng đen bên trong này. Đấy. Các bạn khi vẽ lòng đen các bạn chú ý bớt lại một cái chấm trắng ở bên trong nhé, để cái mắt nó sẽ được trong hơn. Đấy, nhìn mắt sẽ sáng và trong hơn. Như cái miệng này. Đấy, cái miệng sẽ có hai chiếc răng này. Bạn sữa à, bạn ngôi sao biển này bạn ấy mới đẻ nên bạn chỉ có hai cái răng thôi đúng không? Đúng rồi, như bạn các bạn nhỏ tầm 1 tuổi ấy, có hai cái răng ở trước cửa ấy. Đấy. Cái sao biển này cũng vậy. Bạn ấy chỉ có hai chiếc răng thôi. Đấy. Đây là hai cái cánh sang bên, trông như hai cái tay các bạn ạ. Các bạn cứ vẽ mạnh dạn lên nhé, không sợ sai đâu. Sai chúng ta sửa. Sai chúng ta sẽ cố gắng ở bài tiếp theo, không sợ sai nhé. Nếu mà chúng ta cứ sợ sai thì chúng ta sẽ không vẽ được cái gì cả. Đấy, chúng ta phải mạnh dạn lên. Không được sợ sai. Sai thì sẽ là một bài học để chúng ta sửa.
Đấy, bạn sữa cố lên. Rồi, chú sao biển rất là đẹp luôn. Đấy, con cứ đi nét dài tay ra. Nó có trườm ra ngoài một tí không sao nhé. Nó tô màu đè và vẫn đẹp. Đấy các bạn, thấy chưa? Chú sao biển rất là dễ đúng không? Không hề khó tẹo nào cả. Đấy. Sau đó ở phía trên này lại là những hoa văn này. Hoa văn để chúng ta tô màu khác cho đẹp. Hoa văn có thể tô màu cam. Đúng rồi, hoa văn màu cam hoặc màu tím. Đấy, màu vàng và màu tím cũng rất là đẹp nhé. Màu vàng, màu cam, màu vàng, màu tím đều đẹp cả. Con có thể tô chọn một trong hai màu. Thì con chọn màu cam, bố chọn màu tím nhé. Con sẽ nhớ chưa? Đấy, đều là chú sao biển màu vàng. Rồi, chú sao biển của bố đã gần hoàn thiện rồi. Bạn sẽ cố gắng đi. Bạn sẽ đợi bạn ấy tô xong nét to để chúng ta cùng tô màu nhé. Đấy. Thì bố bạn sữa sẽ tô màu chú sao biển màu vàng. Màu vàng chúng ta tô nhiều quá và gần hết rồi này các bạn này. Đây là màu vàng này. Con cứ tập trung vào bài của con đi. Đấy. Màu vàng, sau đó những cái hoa văn bên trong có thể là màu đỏ, màu cam. Màu đỏ cũng đẹp đấy. Màu cam hoặc màu tím. Thậm chí kể cả màu xanh. Màu xanh vẫn đẹp. Đúng rồi, bạn sữa cố sắp xong rồi. Xong đến còn hai cái mắt nữa là xong. Đấy, còn vẽ thoáng tay nên không cần tô lại đâu con. Chúng ta tô màu còn là xong, không cần tô lại. Ủa, không cần tô lại cơ mà. Nó lệch một chút không sao cả, chúng ta tô màu còn là xong nhé. Con tô lại nét to nó rất là xấu. Đúng rồi, cố gắng lên. Hai cái mắt nữa là xong rồi. Mắt cẩn thận nè. Đúng rồi. Cái lòng đen luôn, lòng đen ở bên trong. Đúng rồi, rất tốt. Rồi, vẽ lốt mắt bên kia đi. Đúng rồi, cố gắng lên con. Đấy. Thôi bố sửa cái mắt cho nào. Mắt bạn ý nhìn liếc sang một bên này, liếc sang bên kia. Rồi. Xong rồi, bây giờ chúng ta tô màu nhé. Các bạn chú ý đón xem quá trình tô màu hai chú sao biển của bố bé sữa và bé sữa nha. Và chấm điểm cho các bạn ý, chấm điểm cho bạn sữa giúp bố bé sữa nha. Đây các bạn ơi, các bạn hãy chấm điểm hai chú sao biển của bố bé sữa và bé sữa nhá. Một chú sao biển là màu vàng và màu cam, một chú sao biển là màu vàng và màu hồng đấy. Vẽ chú sao biển rất là dễ đúng không các bạn? Các bạn hãy chú ý đăng ký tiếp theo để đăng ký kênh để xem đón xem những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Sữa chào tạm biệt các bạn đi con. Tạm biệt các bạn.